Nếu mà các bạn thấy mình ra video mà có khúc mình đi đèo Hải Vân á là mình đã khôi phục được các bạn, và mình đi ra Phố Tây. Còn các bạn mà xem mà không thấy cái phần đèo Hải Vân á, mà thấy cái đoạn này á là biết là xong phim các bạn. Về nhà nè, cái máy tính ra lau dọn bạn. Mình cũng suy nghĩ à, lau dọn cần tắt máy người ta, cuối cùng không tắt các bạn. Và kết quả là gì nè? Mình xóa nhầm mấy cái file mình quay hồi sáng bạn, hồi sáng với hồi trưa. Bây giờ mình phải ngồi mình mò mình lấy lại, mà tỷ lệ lấy lại khó lắm các bạn. Hết tinh thần đi chơi luôn à. Bây giờ mà mình lấy lại không được á, chắc là mình bị mất cái khúc đó, cái khúc mà từ từ Đà Nẵng mình qua bên bên Huế các bạn. Chứ còn cái lúc mà buổi chiều không à, buồn ghê á. Hết tâm trạng đi chơi các bạn, bị một lần là nhớ hoài các bạn, lần sau mình sẽ không bao giờ bị nữa. Thôi bây giờ mình ngồi phục hồi tiếp bạn, nếu mà được thì mình sẽ đi ra Phố Tây mình quay. Chán quá bạn, mất hết biết bao nhiêu cái ghi á. Đi chơi thôi mọi người, tớ bụng xỉu quá. Tối Huế đi đâu kìa ta? Đi thôi các bạn, giờ mình đi qua cầu Trường Tiền trước. Đây đầu hẻm mà nướng cái gì là thơm dữ vậy. Nước mì các bạn, mì thịt nướng các bạn. Đây con đường này là đầy hàng quán luôn, mình ở ngay con đường ăn nhậu các bạn. Mua bia uống một ly nhỏ nhỏ à, nhìn thấy đã không? Tí nữa lên đèn các bạn, bây giờ mình đi kiếm đồ ăn, chạy vòng vòng chơi các bạn. Nắng nó chiếu ngay góc mặt mình luôn mọi người, không thấy gì hết. Bún bò Huế, đi Huế phải ăn bún bò Huế mọi người, mà cái đó món đó để mai mình ăn. Bây giờ mình kiếm mấy cái món gì là lạ là lạ. Thú hồn à,
Ủa ở đây giao thông đây hỗn loạn kinh hồn luôn á. Người giao thông mà mọi người, trời ơi nó ngạt. Đâu rồi cái cầu Trường Tiền đâu rồi? Đây là thành phố Huế nha các bạn. Xích Lô kìa. Này là cái công viên gì đây? Đói bụng quá các bạn ơi. Đại học sư phạm. Đây 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 cái cầu Trường Tiền các bạn. Đấy. Lên thôi lên thôi. Gió quá, không có gió mình ngồi mình bay lại cam chơi các bạn.